Việt Linh xin kính chào quý khán thính giả. Xin chào mừng quý vị đến với chương trình tin tức chào buổi sáng của hệ thống truyền hình Việt Nam. Hôm nay là ngày thứ tư, ngày 27 Tây tháng 7 năm 2022. Trong chương trình tin tức hôm nay, Việt Linh xin gửi đến quý vị thính giả những bản tin như sau. Hai ứng viên Thủ tướng Anh công kích cá nhân nhau. Chính quyền Tổng thống Joe Biden lật ngược chính sách thời Trump. Steve Bannon kêu gọi 4.000 quân xung kích để giải phóng đất nước. Bài bình luận đầu tiên, CPAC cực hữu Mỹ lan đến Israel. Ủy ban ngày 6 tháng 1 có thể xem xét trát đòi hậu tòa đối với Ginni Thomas. Lời cảnh báo cho châu Âu từ sự sụp đổ của chính phủ Italy. Và bài bình luận vào cuối chương trình hôm nay. Chính sách mơ hồ chiến lược của Mỹ và chuyến thăm Đài Loan của bà Nancy Pelosi. Kính thưa quý khán thính giả, hai ứng cử viên Thủ tướng Anh đã tranh luận gay gắt về thuế và mối quan hệ với Trung Quốc trong cuộc đối đầu trực tiếp đầu tiên trên truyền hình vào tối 25 Tây tháng 7. Cuộc tranh luận ngày 25 tháng 7 giữa cựu Bộ trưởng Tài chính Rishi Sunak và Ngoại trưởng Anh đương nhiệm Liz Truss cho thấy sự đối đầu gay gắt giữa hai ứng cử viên. Ông Sunak đã chỉ trích kế hoạch cắt giảm thuế ngay lập tức của bà Truss. Đây là điểm khác biệt quan trọng trong chính sách của hai bên. Cuộc tranh giành vị trí lãnh đạo diễn ra khi nước Anh đang vất vả với cuộc khủng hoảng chi phí sinh hoạt giữa lúc lạm phát tăng lên mức cao nhất trong 40 năm qua. Và đối với thời sự nước Mỹ, kính thưa quý vị, chính quyền Mỹ hôm 25 tháng 7 cho biết sẽ khôi phục việc chống phân biệt đối xử đối với người chuyển giới trong hệ thống chăm sóc sức khỏe, vốn đã bị loại bỏ dưới thời của Donald Trump. Bộ Y tế và Dịch vụ Nhân sinh Mỹ cho biết sẽ tăng cường một điều khoản của đạo luật bảo vệ bệnh nhân và chăm sóc sức khỏe hợp túi tiền, thường được gọi là Obamacare. Đạo luật này cấm phân biệt đối xử dựa trên chủng tộc, màu da, nguồn gốc quốc gia, giới tính, tuổi tác và tình trạng khuyết tật trong hệ thống chăm sóc sức khỏe. Mọi người ở Mỹ sẽ có thể nhận được sự chăm sóc mà họ cần từ bất kỳ nhà cung cấp dịch vụ y tế nào trong nước. Đặc biệt nếu nhà cung cấp đó đang nhận tài trợ từ Bộ Y tế và Dịch vụ Nhân sinh Mỹ. Bộ Y tế và Dịch vụ Nhân sinh Mỹ đã ban hành hướng dẫn cho khoảng 60.000 nhà thuốc trên toàn quốc để nhắc nhở họ về nghĩa vụ tuân theo luật dân quyền liên bang, bởi vì họ là cơ sở nhận quỹ liên bang. Điều luật mới cũng sẽ yêu cầu các tổ chức đào tạo nhân viên cung cấp các dịch vụ hỗ trợ ngôn ngữ cho những người có trình độ tiếng Anh hạn chế. Và một bản tin liên quan đến Steve Bannon lên tiếng kêu gọi 4.000 quân xung kích để giải phóng đất nước. Thưa quý vị, chỉ vài ngày thôi, sau khi mà ông ta bị một bồi thẩm đoàn kết tội khinh thường quốc hội, liên quan đến vai trò của ông ta trong cuộc nổi dậy ngày 6 tháng 1 năm 2021, Steve Bannon ra ngoài với vẻ hậm hực và cay cú, và sau đó ông ta đưa ra những lời lẽ hung hăng để chống lại quốc gia và luật pháp. Steve Bannon hiện đang kêu gọi 4.000 quân xung kích, mà không biết 4.000 quân này ở đâu, để giải phóng cấu trúc quyền lực của chính phủ liên bang này ra thành từng mảnh vụn. Steve Bannon nói trong một podcast về phòng chiến tranh hôm thứ Hai và tuyên bố rằng hãy tiến về phía trước một cách mạnh mẽ để đánh bại một nhà nước hành chính. Chúng ta phải phá hủy chế độ bất hợp pháp này. Tôi sẽ ở bên cạnh các bạn. Tôi sẽ là một trong 4.000 quân xung kích đó. Và ý nghĩa về một đội quân xung kích là lực lượng xung kích tiên phong, là những người dẫn đầu trong một cuộc tấn công nào đó. Những bình luận mang tính kích động của Steve Bannon đã gợi lại cho người Mỹ nhớ về những hình ảnh đầy bạo lực trong ngày đáng xấu hổ 6 tháng 1 năm 2021 ở Điện Capitol.
Khi mà Steve Bannon nói với những người ủng hộ Donald Trump trên podcast vào ngày 5 tháng 1 trước đó một ngày, ông ta viết rằng tất cả địa ngục sẽ tan vỡ vào ngày mai. Chúng ta sẽ cố gắng hoàn hảo nhất để có thể tấn công họ. Một cựu cố vấn chiến dịch tranh cử khác của Donald Trump là Steve Cortez đã tuyên bố trên podcast rằng nhiệm kỳ tiếp theo của Donald Trump sẽ mạnh mẽ và lan tỏa một sức mạnh chưa từng có, nhiều hơn nhiệm kỳ đầu gấp nhiều lần. Sự trở lại của Trump sẽ đem đến những điều mà chúng ta chưa từng thấy trước đây. Và ông Jonathan Bernstein, là nhà báo chuyên mục quan điểm của Bloomberg, hôm thứ Hai cũng đã viết rằng tội khinh thường pháp quyền dường như là một tiêu chuẩn quan trọng đối với những người da trắng cực hữu trong thế giới tương lai của Trump. Mục tiêu của những người họ đơn giản chỉ là để thổi bay hiến pháp và phá hủy nền dân chủ. Nếu pháp quyền, lực lượng thực thi pháp luật, không có được sự cứng rắn để trị những kẻ lộng ngôn như là Steve Bannon, thì hậu quả chắc chắn sẽ rất tai hại. Bởi vì lời kêu gọi qua podcast của Bannon sẽ được thổi đi qua các trang mạng truyền thông cực hữu, và sức lan tỏa tàn phá của nó không phải là ngay tức thì mà dần dần từng chút một. Và kính thưa quý vị, tổ chức cực hữu CPAC của Mỹ đã đến Israel. Đây là hội nghị hành động chính trị bảo thủ, gọi tắt là CPAC của Mỹ. Họ đang vươn một cái vòi bạch tuộc đi khắp hang cùng ngõ hẻm. Bất cứ nơi nào các nền dân chủ đang đau ốm, bệnh hoạn, thì sẽ có mặt CPAC Mỹ lèn tới. Và lần này thì CPAC của cánh hữu Mỹ đưa ý tưởng cực hữu và dân túy của họ đến đất nước Israel. Lần này CPAC cực hữu Mỹ đã gửi một đại sứ cuồng Trump, là người vừa giành được ghế đại diện ứng cử viên thượng viện của tiểu bang Ohio, đó là James David Vance, gọi tắt là J.D. Vance. Ông ta đến đó để phát biểu trước một đám con chiên cuồng tín, không khác gì những con chiên cuồng Trump ở Mỹ. Nghe thì hai mắt lờ đờ, liêm diêm, hai tay đưa lên cầu nguyện. Một đám đông với căn bệnh giống nhau, đó là não bị rối loạn chức năng. CPAC cực hữu Mỹ lần đầu tiên được tổ chức tại Israel là một phần trong nỗ lực rộng lớn hơn của các nhà lãnh đạo CPAC tại Mỹ nhằm xây dựng cầu nối giữa các phong trào cánh hữu trên toàn thế giới. Ngoài James David Vance, còn có mặt Richard Grenell, là cựu giám đốc tình báo quốc gia của Trump, và Matt Whitaker, là cựu tổng trưởng lý của Trump, đã xuất hiện trong vài cảnh quay sau đó. Còn tại Hoa Kỳ, CPAC là một hoạt động lớn kéo dài nhiều ngày với những sự xuất hiện của hầu hết tất cả các nhân vật hàng đầu của đảng Cộng Hòa. Riêng tại sự kiện ở Tel Aviv, Israel, thì CPAC với sự đồng hành của ba tổ chức cực hữu khác của Israel đã xuất hiện một bài phát biểu quan trọng của chuyên gia cực hữu nổi tiếng Ben Shapiro, được nhà tổ chức Israel là Tel Aviv International Salon đã đài thọ cho toàn bộ sự kiện này. Các mục tiêu chính trị của họ là khác nhau, thưa quý vị. Quyền của người Mỹ và quyền của người Israel về cơ bản là các trào lưu tư tưởng nó khác nhau. Nó xuất phát từ các lịch sử khác nhau và nó được xác định bởi các niềm tin trên các nền tảng khác nhau. Nhưng mà đôi khi có những căng thẳng chính sách rõ ràng giữa các ý tưởng của các diễn giả, và đáng chú ý nhất là về vai trò thích hợp của cơ quan tư pháp ở hai quốc gia này. Nhưng mà mục đích quan trọng nhất cho sự kiện CPAC tại Israel chính là thúc đẩy nhau để vượt qua những chia rẽ, đó là thuyết phục những người bảo thủ Israel tiến tới kinh tế thị trường tự do kiểu Mỹ, và thúc đẩy người Mỹ hướng tới một phiên bản chủ nghĩa dân túy cực đoan kiểu Israel mạnh mẽ hơn. Với câu hỏi là những gì mà Israel có thể học từ Mỹ và những gì mà Mỹ có thể học từ Israel. Thưa quý vị, Israel vẫn chưa hoàn toàn
chấp nhận kinh tế thị trường tự do kiểu Mỹ. Họ gọi hệ thống kinh tế Israel đã không phát triển mạnh bởi sự kiềm hãm, thuế cao và các luật lệ khắt khe. Israel thích thú với hệ thống chính trị của Mỹ khi mà nói đến các cuộc bổ nhiệm tư pháp trong tòa án tối cao với nhiệm kỳ suốt đời là nơi có thể giữ vững quyền lực cho cánh hữu trong một thời gian rất dài. Israel có một nhà nước phúc lợi rộng lớn hơn nhiều so với Hoa Kỳ và hầu hết các chính trị gia của tất cả các đảng phái chính trị. Họ đều muốn giữ nguyên điều này. Nó khác với Mỹ rằng chỉ có đảng Dân Chủ mới nghĩ đến quyền lợi và phúc lợi cho người Mỹ bình thường. Còn đảng Cộng Hòa thì luôn muốn cắt xén, thậm chí là tước bỏ. Maslow là chủ tịch của tổ chức CPAC Israel đã đưa ra một bài phát biểu đặc trưng của chủ nghĩa dân túy, bao gồm sự so sánh giữa những người bảo thủ Mỹ và những người Do Thái bị đàn áp. Đáng chú ý là, thưa quý vị, có nhiều diễn giả khác nhau, họ đưa ra những phát biểu nhưng mà đều tụ trung lại, nhấn mạnh vào lời kêu gọi những người cánh hữu hãy mạnh mẽ hơn. Họ biểu dương về ngày tận thế 6 Tây tháng 1 tại Mỹ. Họ chê bai những người nhút nhát. Họ cho rằng những người nhút nhát thì sẽ mất nước Mỹ, sẽ mất nước Israel vào tay những người tự do và cấp tiến. Amir Ohana, ông ta đưa ra lời khen ngợi về việc cánh hữu Mỹ đã thành công nắm trọn quyền lực trong tòa án tối cao Hoa Kỳ. Chúng ta có thể thấy sự khác biệt giữa người Israel và người Mỹ về điểm này. Đó là chính trị điên cuồng và mạnh mẽ. Những người bảo thủ họ thích tòa án khi mà họ đưa ra các phán quyết có lợi cho cánh hữu và muốn phủ nhận chúng khi mà những phán quyết đó có lợi cho cánh tả. Cánh hữu Mỹ thời hậu Trump, họ đang tìm thấy một mảnh đất màu mỡ hơn rất nhiều, với một thông điệp dân tộc chủ nghĩa mạnh mẽ hơn kiểu Israel. Và trở lại với nước Mỹ, kính thưa quý vị. Ủy ban ngày 6 tháng 1 có thể xem xét trát đội hầu tòa đối với bà Jenny Thomas. Ban hội thẩm của Ủy ban điều tra ngày 6 tháng 1 đã sẵn sàng để xem xét trát đội hầu tòa đối với bà Jenny Thomas, là vợ của thẩm phán tòa án tối cao Clarence Thomas, nếu bà ấy từ chối trả lời các câu hỏi về các hoạt động của bà ta trong âm mưu lật ngược kết quả cuộc bầu cử tổng thống năm 2020. Dân biểu Liz Cheney nói với Jake Tapper trên State of the Union của CNN rằng: "Chúng tôi chắc chắn hy vọng rằng bà ấy sẽ đồng ý tự nguyện tham gia. Nhưng ủy ban cũng đã chuẩn bị đầy đủ để xem xét trát đòi hầu tòa nếu mà bà ấy không tự nguyện làm như vậy." Kính thưa quý vị, ủy ban điều tra ngày 6 tháng 1 đã yêu cầu bà Jenny Thomas, là một nhà hoạt động chính trị cánh hữu, hãy đến gặp gỡ các thành viên của ban hội thẩm, cũng như cung cấp các tài liệu có liên quan đến cuộc điều tra về cuộc nổi dậy năm ngoái. Và các tài liệu đó bao gồm các văn bản của Jenny Thomas thúc giục cựu chánh văn phòng tòa Bạch Ốc của Trump là Mark Meadows và khuyên ông ta hãy tiếp tục cuộc chiến để lật ngược kết quả bầu cử. Các văn bản và email cho luật sư đồng minh của Trump là John Eastman và đó là tác giả của bản ghi nhớ về cuộc đảo chính của Trump. Jenny Thomas đã viết cho Mark Meadows chỉ vài ngày sau cuộc bầu cử năm 2020 rằng: "Meadows, hãy cố gắng bằng mọi cách để giữ ông ấy ở lại với quyền lực." Jenny Thomas cũng gửi email cho các nhà lập pháp Arizona để thúc giục họ chọn ra một nhóm các đại cử tri giả để lật đổ chiến thắng bầu cử của ông Joe Biden. Một luật sư của Jenny Thomas là Mark Paoletta đã thẳng thừng nhấn mạnh rằng ủy ban điều tra ngày 6 tháng 1 không có thẩm quyền gì để nói chuyện với bà Jenny Thomas. Bà ấy đã không làm gì sai. Thưa quý vị, có lẽ ông luật sư này cho rằng là vợ của một thẩm phán trong tòa án tối cao là sẽ có được sự miễn nhiễm và có thể đạp trên luật pháp mà đi.
các nhà phê bình đã kêu gọi Clarence Thomas hãy từ chức đi và cáo buộc ông ta có xung đột lợi ích đáng kể trong việc đưa ra một quyết định cho một chính phủ mà vợ ông ta đã chiến đấu để phá hoại. Dân biểu Bill Pascrell đã nói rằng cả Clarence Thomas và Ginny Thomas đều đã tham gia vào một trong những vụ vi phạm lòng tin tồi tệ nhất chưa từng thấy trong hệ thống tòa án của chúng tôi. Và một bản tin liên quan đến các nước châu Âu, đó là nước Italy, kính thưa quý vị. Lời cảnh báo cho các nước châu Âu từ sự sụp đổ của chính phủ Italy. Trong một mùa hè bị bao phủ bởi bóng đen xung đột ở Âu Châu, khủng hoảng năng lượng và chi phí sinh hoạt tăng cao, cùng đại dịch rồi biến đổi khí hậu, thì quốc gia Italy đã theo chân nước Anh với một chính phủ sụp đổ. Trên thực tế thì thỏa hiệp là một yếu tố cần phải có trong một nền chính trị dân chủ, nơi các đảng đại diện cho những thế giới và những quan điểm tư duy chính trị khác nhau. Liên minh cầm quyền ở Đức là một minh chứng tiêu biểu đã thành công. Nhà lãnh đạo nước này đã đồng ý giảm giá khí đốt để làm hài lòng các thành viên đảng Dân Chủ Tự Do, trong khi bảo đảm người dân được tiếp cận hệ thống giao thông công cộng gần như là miễn phí với cái giá vé xe bus là 9 euro. Và đây được xem là một chiến thắng của đảng xanh trong liên minh. Thế nhưng ở chiều ngược lại thì ông Thủ tướng Italy Draghi đã liên tục bày tỏ lập trường cứng rắn và không nhượng bộ, không chịu khuất phục trước sức ép từ các đảng trong liên minh và từ chối trao chiến thắng mang tính biểu tượng cho các thành viên trong liên minh của mình. Và việc một đảng cực hữu bảo thủ theo chủ nghĩa hậu phát xít có xu hướng nổi lên là lý do chính. Nhiều chính trị gia lo sợ nếu mà phe bảo thủ nổi lên thì có sẽ có một chính quyền cứng rắn ở Italy có thể sẽ làm suy yếu Liên minh Âu Châu vào thời điểm quan trọng trong cuộc đối đầu địa chính trị với nước Nga. Phe cấp tiến ở Italy cần phải tìm ra một giải pháp thay thế nghiêm túc trước sự nổi lên của cánh hữu cực đoan. Và kính thưa quý vị, chúng ta bước vào bài bình luận vào cuối chương trình hôm nay với nhan đề chính sách mơ hồ chiến lược của Mỹ và chuyến thăm Đài Loan của bà Nancy Pelosi. Kính thưa quý vị, chính sách của Hoa Kỳ đối với Đài Loan từ bao nhiêu năm nay luôn được xem là một chính sách mơ hồ chiến lược. Điều này được định nghĩa là bất cứ hành động gì xảy ra sẽ không nên quá lộ liễu, không nên rõ ràng và công khai. Đối với bà Chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi, thì một chuyến đi để đến Đài Loan có thể gọi là liều lĩnh hay không? Trung Quốc có thể có một cái hành động nào đó có thể gây nguy hiểm cho bà và phái đoàn hay không? Trung Quốc có thể phái một máy bay hay là nhiều máy bay chiến đấu để ngăn chặn máy bay của bà Pelosi bay đến đảo Đài Loan hay không? Thưa quý vị, chuyện gì cũng có thể xảy ra cả. Chuyến thăm đảo quốc Đài Loan của bà Chủ tịch Hạ viện Mỹ Nancy Pelosi đã thực sự gây ra một cuộc tranh luận chính trị trong nước và một số tranh cãi về chính sách đối ngoại. Hôm thứ Hai, phía Đài Loan đã tỏ rõ sự sẵn sàng đối phó với những khiêu khích mới từ phía Trung Quốc đối với chuyến đi của bà Pelosi. Phía Trung Quốc thì cũng không kém. Họ tuyên bố là họ sẽ sẵn sàng leo thang quân sự để chống lại Đài Loan. Hòn đảo dân chủ láng giềng mà Bắc Kinh tuyên bố là một tỉnh trực thuộc Trung Hoa lục địa. Từ Tổng thống Joe Biden cho đến Bộ Quốc phòng và truyền thông báo chí Mỹ thì đang bàn cãi khá nhiều xoay quanh về chuyến đi này. Chuyến thăm Đài Loan có khả năng được lên kế hoạch vào tháng 8 đã thu hút sự chú ý của thế giới đối với sự cân bằng về cách Hoa Kỳ giải quyết tình trạng của Đài Loan. Đó là một chính sách ngoại giao rất phức tạp, vừa có thể làm suôn sẻ quan hệ ngoại giao và kinh tế với Trung Quốc, vừa có thể hỗ trợ Đài Loan để chống lại sự xâm lược của Trung Quốc.
Tất cả những điều này, kính thưa quý vị, đã được nhấn mạnh bởi sự trỗi dậy nhanh chóng về kinh tế và quân sự của Trung Quốc, đã khiến cho Hoa Kỳ giờ đây phải chính thức thừa nhận sức mạnh và ảnh hưởng vô cùng lớn của Trung Quốc, cả về kinh tế và quân sự. Đây được xem là một sự cạnh tranh nguy hiểm giữa hai quốc gia có vũ khí hạt nhân. Hai quốc gia này cũng đang tranh nhau ngôi vị nhất nhì về kinh tế và cả sức mạnh quân sự. Một số quan chức Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ tin rằng Trung Quốc có thể đi xa và mạnh đến mức mà họ có thể thực hiện một vùng cấm bay đối với Đài Loan. Và điều này có thể đẩy Mỹ và Trung Quốc vào một cuộc xung đột trực tiếp. Nhưng mà trong một cuộc họp báo, bà Pelosi đã phản pháo rằng điều quan trọng là chúng ta phải thể hiện sự ủng hộ công khai đối với Đài Loan. Một số quan chức cấp cao trong Tòa Bạch Ốc nhận định rằng đây có thể là thời điểm đặc biệt nguy hiểm trong quan hệ Mỹ-Trung qua chuyến đi của bà Pelosi. Quốc hội đôi khi xung đột và mâu thuẫn với Tòa Bạch Ốc về chính sách đối ngoại, và các đại biểu quốc hội thường xuyên đi công tác nước ngoài đến các điểm nóng hay đang có xung đột để bày tỏ quan điểm ủng hộ. Ví dụ, Chủ tịch Ủy ban Dịch vụ Vũ trang của Hạ viện là ông Adam Smith đã dẫn đầu một nhóm các nhà lập pháp đến Ukraine trong tuần trước. Dân biểu đảng Cộng hòa trước đây là ông Newt Gingrich đã đến thăm Đài Loan khi ông là Chủ tịch Quốc hội vào năm 1997. Và đó là lần cuối cùng một người đứng hàng thứ hai trong hàng ngũ kế nhiệm Tổng thống Hoa Kỳ đến thăm hòn đảo này. Nhưng mà ngoài việc bà Pelosi là thành viên hàng đầu cùng đảng Dân Chủ với Tổng thống Joe Biden đương nhiệm, thì mối quan hệ Mỹ-Trung Quốc đã xấu đi kể từ những năm 1990. Để đối phó với chuyến đi của bà Pelosi, Trung Quốc đã mạnh dạn đe dọa sẽ tung ra các biện pháp mạnh mẽ chống lại Đài Loan. Nhưng mà phần lớn sự băn khoăn ở Washington và Bắc Kinh trong chuyến đi nó có thể liên quan đến vấn đề thời gian. Là bởi vì như thế này, thưa quý vị, vào tháng tới thì Đảng Cộng sản Trung Quốc sẽ tổ chức đại hội lần thứ 20 và sẽ có một cuộc họp lớn diễn ra cứ 5 năm một lần. Và trong cuộc họp này, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình dự kiến sẽ đảm nhận nhiệm kỳ chủ tịch thứ 3. Và tại đại hội này thì ông Tập Cận Bình cũng có thể sẽ thảo luận về vấn đề Đài Loan vào thời điểm mà các chuyên gia nhận thấy sự tương đồng giữa cuộc xâm lược của Nga đối với Ukraine và sức mạnh mà Trung Quốc muốn khẳng định đối với Đài Loan. Nhưng mà có lẽ khá nhiều chuyên gia quân sự và kinh tế trên toàn cầu chưa nắm rõ được câu trả lời với thắc mắc là liệu Trung Quốc đã rút ra được bài học gì từ chủ nghĩa phiêu lưu tàn bạo của Vladimir Putin và phản ứng của phương Tây đối với cuộc xâm lược Ukraine. Liên quan đến chuyến đi của bà Pelosi trong tháng 8, thì có thể phải nói đến sự kiện ngoại giao Mỹ-Trung Quốc sẽ xảy ra vào cuối tháng 7 này, khi mà Tổng thống Joe Biden và ông Tập Cận Bình dự kiến sẽ tổ chức một cuộc điện đàm để xoa dịu mối quan hệ Mỹ-Trung Quốc. Tất cả mọi vấn đề, kính thưa quý vị, mọi sự việc, mọi diễn biến đều luôn có chiều hướng tốt và xấu, nên hay không nên. Nhưng mà với chuyến đi của bà Pelosi, có lẽ phải gọi là chiều hướng gây căng thẳng và tồi tệ không nên để xảy ra. Trung Quốc thường xuyên làm trầm trọng thêm vấn đề Đài Loan bằng các cuộc tập trận quân sự. Nhưng mà lần này có thể họ sẽ làm một điều gì đó mang tính cách khiêu khích trực tiếp và đối đầu rõ nét hơn. Đây cũng không phải là một điều gì mới lạ đâu quý vị. Bởi vì trước đây cứ mỗi lần mà có một phái đoàn quốc hội của Mỹ đến thăm đảo Đài Loan hay là có một cuộc mua bán vũ khí chuyển đến Đài Loan thì y như rằng Trung Quốc sẽ cho vài chục chiếc máy bay bay biểu diễn vừa hăm dọa Đài Loan vừa cho phi công của Trung Quốc có dịp để thực tập sử dụng máy bay thành thạo hơn. Trước đây thì thường là như vậy.
Nhưng mà lần này không ai có thể đoán trước Trung Quốc sẽ có cảnh cũ làm lại hay là sẽ tung ra một chiến thuật gây sự khiêu khích mới hơn. Một số nhà nhận định chính trị và quân sự cho rằng, ngay cả khi bà Pelosi muốn bày tỏ sự ủng hộ đối với Đài Loan, thì thời điểm tháng 8 có lẽ không thể được xem là nên để nó diễn ra. Bởi vì nó trùng vào thời điểm nhạy cảm nhất đối với Đại hội Đảng Cộng sản Trung Quốc. Và tốt nhất là bà Pelosi vẫn có thể thực hiện chuyến đi này, nhưng mà sau đó, chứ không nên diễn ra trong tháng 8. Kính thưa quý khán thính giả, một chính sách mơ hồ chiến lược, nó không rõ ràng xung quanh mối quan hệ Mỹ-Đài Loan và đang khiến cho những người không hiểu rõ về chính sách một Trung Quốc đã có hiệu lực từ những năm 1970. Họ cảm thấy hoang mang, khó hiểu bởi những sự không rõ ràng từ cả hai phía Mỹ và Trung Quốc. Về mặt chính thức, thì Mỹ công nhận yêu sách của Trung Quốc đối với Đài Loan, nhưng mà lại không tán thành yêu sách đó. Mỹ không ủng hộ sự độc lập của Đài Loan, nhưng mà bảo đảm quyền tự chủ của Đài Loan là trọng tâm trong các hành động của Mỹ ở châu Á. Nhưng mà với chuyến thăm tương lai của bà Pelosi tới Đài Loan, có thể sẽ làm đảo lộn trạng thái cân bằng, mong manh, và có thể bẻ gãy hoàn toàn chính sách mơ hồ chiến lược là thứ đã tồn tại hơn 50 năm qua. Không có quan hệ ngoại giao chính thức kiểu Hoa Kỳ và Đài Loan, nhưng mà có rất nhiều quan hệ không chính thức và các mối quan hệ được quy định bởi một loạt các giao thức và luật ngoại giao. Đó là Đạo luật quan hệ Đài Loan được Quốc hội thông qua năm 1979. Ba thông cáo báo chí chung giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc trong những năm 1970 và 1980. Và sáu bảo đảm bằng văn bản giữa Mỹ và Đài Loan. Đó là cách mà Mỹ có thể bán vũ khí cho Đài Loan để tự vệ chống lại Trung Quốc, trong khi Hoa Kỳ vẫn duy trì quan hệ làm ăn kinh tế với Trung Quốc. Với một chính sách mơ hồ chiến lược, nó sẽ luôn được tồn tại giữa Mỹ và Đài Loan, cho dù Mỹ có hỗ trợ Đài Loan trong một cuộc tấn công của Trung Quốc hay không. Thưa quý vị, Tổng thống Joe Biden đã gây ra sự tranh cãi khi mà ông tuyên bố sẽ bảo vệ Đài Loan nếu mà Trung Quốc tấn công nước này, mặc dù chính sách của Mỹ không đưa ra cam kết như vậy. Với ba lần phát biểu khác thời điểm, nhưng mà lại cùng nội dung của Tổng thống Joe Biden, đã khiến cho nhiều người suy đoán rằng chính phủ Mỹ đang thay đổi chính sách. Nhưng mà điều này vẫn chưa được ai làm rõ một cách công khai, rằng Mỹ có chính sách mới về Đài Loan nhưng mà chưa tiện công khai, hay là chỉ tuyên bố cá nhân của Tổng thống Joe Biden. Trong một bài phát biểu quan trọng về châu Á vào tháng 5, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken đã bổ sung thêm một số chi tiết về cách tiếp cận của Hoa Kỳ với Đài Loan. Và sau đó vào tháng 6 tại Hội nghị Quốc phòng đối thoại ở Shangri-La, thì có lẽ không ai còn nghi ngờ gì nữa về chính sách của Hoa Kỳ đối với Đài Loan. Khi mà Bộ trưởng Quốc phòng Lloyd Austin nói về chính sách của Trung Quốc, và ông đã đọc to, cao giọng lên về đạo luật quan hệ Đài Loan của Hoa Kỳ. Ông đã nhấn mạnh chính sách của Hoa Kỳ từ năm 1970 đến nay là hoàn toàn không thay đổi. Bắc Kinh cần phải hiểu được điều này. Nhưng mà người dân Đài Loan thực sự chưa yên tâm qua những phản ứng và phát biểu của hai ông Antony Blinken và Lloyd Austin, bởi vì cách tiếp cận của chính quyền Biden đối với Đài Loan vẫn chưa được rõ ràng lắm. Cho đến nay, thưa quý vị, Tổng thống Joe Biden chỉ mới phê duyệt bán vũ khí cho Đài Loan được khoảng 1 tỷ Mỹ Kim, 1 tỷ thôi. Và tôi nghĩ rằng làm truyền thông thì tôi nghĩ phải đưa tin một cách trung thực, không bóp méo, cắt xén, thêm bớt. Mà phải nói là dưới thời của Donald Trump, các thương vụ vũ khí được bán cho hòn đảo này đã được Trump phê duyệt hơn 18 tỷ Mỹ Kim. Vấn đề khác biệt thứ hai, dưới thời Trump và Tổng thống Joe Biden,
Đó là Trump với tư cách là Tổng thống Mỹ ngày 20 tháng 12 năm 2016 đã phá vỡ chính sách lâu đời của nước Mỹ khi mà tổ chức một cuộc điện đàm trực tiếp với Tổng thống Đài Loan là bà Tsai Ing-wen. Và với tư cách là Ngoại trưởng Mike Pompeo đã có một bài phát biểu được hiểu là đe dọa sự thay đổi chế độ ở Trung Quốc. Và kể từ khi mà rời khỏi chính phủ thì cả Mike Pompeo và cựu Bộ trưởng Quốc phòng ông Mark Esper đều đã đến thăm Đài Loan. Với việc xếp hạng chấp thuận của Tổng thống Joe Biden thấp và một cuộc bầu cử Tổng thống khác sẽ xảy ra trong 2 năm tới, thì nhiều người trong chính phủ Trung Quốc họ coi một chính quyền Cộng hòa chống Trung Quốc có thể tái hiện. Mặc dù các thành viên của cả hai đảng chính trị ở Mỹ đều muốn bỏ qua chính sách một Trung Quốc. Tuy nhiên, nếu mà nhìn nhận về cách giải quyết của các đời chính phủ Mỹ đối với Đài Loan, thì cả cách tiếp cận của cả hai tổng thống Mỹ, Trump và Biden, đối với Trung Quốc và Đài Loan, vẫn có một số điểm tương đồng. Đó là một chiến lược hiếu chiến với Trung Quốc. Ở Washington, có sự đồng thuận của lưỡng đảng về Đài Loan. Đảng Cộng Hòa dù phản đối Đài Loan nhiều hơn đảng Dân Chủ, nhưng mà hầu hết mọi dự luật liên quan đến Đài Loan từng được Quốc hội thông qua, cả ở Hạ viện và Thượng viện, đều được lưỡng đảng Dân Chủ và Cộng Hòa đồng tình ủng hộ. Hiện tại thì thưa quý vị, bà Pelosi nhận thấy rằng bà đang ở trong một cái tình trạng rất khó khăn. Bây giờ mà hủy bỏ chuyến thăm Đài Loan thì sẽ khiến Mỹ tỏ ra yếu thế. Bởi vì bị cho là Trung Quốc hăm he, đe dọa, khiến cho Mỹ phải sợ và bỏ không cái thực hành cái chuyến thăm của bà Pelosi. Trung Quốc có thể tỏ ra đắc thắng, trong khi việc tiếp tục thực hiện chuyến thăm thì lại trông có vẻ là hơi liều lĩnh. Nhưng mà suy cho cùng, biện pháp bảo vệ thể diện cho bà Pelosi có thể là hoãn chuyến thăm cho đến sau Đại hội Đảng Cộng sản Trung Quốc. Bonnie Glaser là người chỉ đạo chương trình châu Á tại tổ chức tư vấn của quỹ Marshall Đức ở Washington đã lập luận rằng Đài Loan và thế giới cần sự rõ ràng từ chính quyền Biden về cách họ nhìn nhận mối quan hệ Mỹ-Đài Loan một cách rõ nét hơn. Và nói một cách đơn giản, dễ hiểu là Mỹ vẫn tiếp tục bảo vệ chính sách chiến lược mơ hồ về quan hệ với Đài Loan, không cần bàn cãi, không đính chính và không thanh minh. Và bà Pelosi thì sẽ tự đưa ra quyết định đi trong tháng 8 hay là sau đó. Và Tòa Bạch Ốc thì chỉ cần đưa ra tuyên bố rằng chuyến đi của bà Pelosi không phải là đại diện cho những thay đổi chính sách nào cả. Và như vậy thì Trung Quốc sẽ không có lý do gì để vặn vẹo về chuyến thăm của bà Pelosi, vì chính sách mơ hồ chiến lược nó sẽ vũ như cẩn, thưa quý vị. Việt Linh xin cảm ơn sự lắng nghe của quý khán thính giả và xin chúc tất cả quý vị một ngày vui vẻ, bình an. Xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình ngày mai. Xin kính chào.